Rồi, chào mọi người. Hôm nay giới thiệu cho người cái mũi khoan gỗ của hãng Total ha. Hãng Total là hàng công nghiệp nên nó sản xuất rất là tỉ mỉ ha. Mỗi mũi khoan nó được đặt vào trong cái ống nhựa, chập hai cái đầu lại và nó dán cái tem logo trên đây. Mũi 6 ly cũng vậy, hay nhỏ cũng vậy. Hiện tại cửa hàng đang có sẵn là 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 14 ly và 16 ly ha. Thì tất cả này đều đặt trong ống nhựa hết. Hàng công nghiệp nên nó làm rất là đẹp ha, hãy cô xem nha. Đây. Thằng này đang là mũi 6 ly nè. Mấy rất là chắc chắn nha. Rất là sắc. Nói chung những hàng Total là hàng cũng xài cũng ok rồi ha. Chúng ta cũng không cần hàng cao cấp lắm. Nó là xài cũng được rồi. Đó. Đây, rất là đẹp. À, mũi 6 ly. Rồi tôi sẽ mở tiếp thêm cho người thêm cái mũi 16 ly ha, người xem ha. Cứng quá. Đây nó cứng quá. Đầu cho anh bóp dữ vậy nè, mở đầu trên. Người chào xíu đây. Đầu trên. Đó, nó bóp lắm. Đây. Này là mũi 16 ly ha. Đó. Là mặt thép CR nha. Và đóng logo của Total trên đây. À. Đây, đóng logo hàng của tụi nó phải đóng thôi, tại nó là hàng chất lượng mà. À, trừ khi những nào hàng làm hàng không chất lượng thì nó không dám đóng. Những cái đầu khoan này rất là sắc. Xem ha. Đó. Bén lắm. Bén lắm. À. Rồi à, những mọi người có nhu cầu thì liên hệ với tôi thêm mua hàng nhé, tại những hàng này hàng mới về tôi chưa cập nhật giá kịp đâu, còn nhiều lắm nha. Hàng mới về tôi tranh thủ hàng à, những hàng mới về tôi tranh thủ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết trước ha, còn giá thì mọi người vui lòng vào các website hoặc là liên hệ với tôi, tại vì website tôi cũng chưa cập nhật lên kịp. Thì từ từ tôi sẽ cập nhật lên cho website đầy đủ giá cho đó để cho mọi người có thể mua hàng cho đó luôn ha. Rồi mọi người có nhu cầu liên hệ mua hàng liên hệ tôi theo số điện thoại bên trên màn hình nha. Rồi cảm ơn. Rồi xin chào.